Vụ sâu sát nhắc tới xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày hôm qua ngày 11 tháng 10. Vào thời điểm này, đường phố có khá đông các phương tiện qua lại, hai xe container đã có những xích mít trong quá trình di chuyển trên đường. Đỉnh điểm, lái xe cùng phụ xe đã nhảy xuống đường, rồi mở cửa leo lên cabin của xe container đang di chuyển, dùng trước sắt để đánh đồng nghiệp. Sự manh động của những người này khiến tất cả không khỏi bức xúc. Tài xế dùng trước sắt đánh đồng nghiệp trên đường.